Tập trung phòng dịch COVID-19 trong trường học là một trong những nội dung được tỉnh ta cũng như Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường thực hiện trong thời điểm này. Trong đó, các nội dung cơ bản yêu cầu các trường học thực hiện để phòng dịch là nắm bắt kiểm soát được các trường hợp về từ ngoài tỉnh, các trường hợp đang phải cách ly, vệ sinh khử khuẩn trường học, phối hợp phòng dịch giữa đơn vị y tế với nhà trường và giữa nhà trường với phụ huynh. Cùng với đó, các trường cũng tập trung chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế cần và đủ để phục vụ phòng dịch. Mỗi trường học trên địa bàn tỉnh cũng xây dựng các quy định cụ thể về phòng dịch COVID-19 và sớm thông tin đến học sinh, phụ huynh trước khi đón học sinh trở lại trường học. Vâng, thưa quý vị, cách đây chưa đầy 3 tuần thì tỉnh ta cũng đã phát hiện thêm một ca mắc COVID-19 ở huyện Điện Biên Đông, và đây là cái trường hợp mà cũng từ ngoài tỉnh trở về. Do đó thì huyện Điện Biên Đông cũng càng thắt chặt hơn công tác phòng dịch COVID-19, nhất là tại các cái trường học trước khi bước vào năm học mới. Vậy cụ thể huyện Điện Biên Đông đã thực hiện cái công tác này như thế nào tại các cái trường học? Thì nội dung chương trình phỏng vấn chuyên đề của Đài Phát thanh Truyền hình Điện Biên hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập cụ thể cùng với sự tham gia trao đổi của bà Nguyễn Thị Hường, Phó trưởng phòng giáo dục huyện Điện Biên Đông. Vâng, cảm ơn bà đã dành thời gian cho chương trình. Thưa bà, là Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã có những cái chỉ đạo cụ thể trong cái việc phòng dịch COVID-19 trong trường học. Vậy thì ngành giáo dục Điện Biên Đông cũng đã chủ động như thế nào trong cái công tác này thưa bà? Vâng, thưa đồng chí, thì thực hiện theo văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, của Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên Đông về việc thực hiện cái phòng chống dịch COVID-19 trước tình hình diễn biến diễn ra rất là phức tạp hiện nay, thì phòng giáo dục và đào tạo đã thực hiện các cái nội dung cụ thể như sau. Tức là phòng giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị trường là quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đi từ các cái vùng ngoại tỉnh vào trong đơn vị xã và trường. Phòng giáo dục và đào tạo chỉ đạo các đơn vị trường là thực hiện cái 5K theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Y tế. Sau đó là yêu cầu các đơn vị trường là lao động, vệ sinh, và ngoài ra thì cũng chỉ đạo các đơn vị trường là phối hợp với lại trạm y tế trên địa bàn để khử khuẩn cái môi trường trong và ngoài lớp học. Để thực hiện được cái mục tiêu kép và giữa cái chương trình cho năm học mới cũng như là cái công tác phòng chống dịch, thì ngành cũng đã chỉ đạo các đơn vị trường là thực hiện cái mua sắm về cái, ngành cũng đã đầu tư cho các đơn vị trường về cái máy đo thân nhiệt, cũng như là phát động các đơn vị trường là quyên góp và ủng hộ các cái khẩu trang y tế và cái nước khử khuẩn, nước rửa tay cho các em học sinh. Dạ vâng, một trong những yếu tố quan trọng để phòng dịch COVID-19 mà bà cũng đã vừa thông tin đó là cái việc mà giám sát, nắm bắt các cái trường hợp từ ngoài tỉnh trở về. Vậy thì cụ thể cái việc này ở huyện Điện Biên Đông đang thực hiện như thế nào đó? Cái việc này thì phòng giáo dục và đào tạo yêu cầu hiệu trưởng, bởi vì trong văn bản chỉ đạo là yêu cầu là lập danh sách các cái trường hợp mà cán bộ, giáo viên mà ở ngoài tỉnh, thì sau đó là yêu cầu là nhà trường là hàng ngày báo cáo về đồng chí bộ phận phụ trách về công tác y tế. Thế cho nên là cái việc mà theo dõi cũng như nắm bắt cũng như là giám sát các cái trường hợp ở ngoài tỉnh về thì cũng đây cũng là một cái điều là phòng giáo dục và đào tạo của huyện Điện Đông là cũng thực hiện khá tốt cái việc này. Dạ vâng, thưa quý vị, và một trong những cái việc làm không thể thiếu trong công tác phòng dịch COVID-19 trong các trường học đó là vệ sinh phòng dịch. Vậy cụ thể việc này ở huyện Điện Biên Đông thực hiện như thế nào thì mời quý vị và các bạn theo dõi một phóng sự ngay sau đây. Ghi nhận tại trường mầm non thị trấn huyện Điện Biên Đông, công tác vệ sinh phòng dịch COVID-19 được thực hiện tuần tự theo đúng hướng dẫn của ngành y tế và trên cơ sở chỉ đạo của ngành cấp trên. Ngay từ khi mà cán bộ giáo viên nhân viên trả phép ý, thì là nhà trường đã chỉ đạo cán bộ giáo viên nhân viên là tu sửa vệ sinh trường lớp, như là lau rửa đồ dùng đồ chơi trong lớp này của trẻ này, rồi lau chùi hết hệ thống cửa, cánh cửa, rồi các phòng lớp học, các phòng làm việc. Vậy và đã tổ chức phun khử khuẩn.
Theo đó, trong suốt nhiều ngày qua, các cán bộ giáo viên ở đây đã dành nhiều thời gian cho công tác vệ sinh môi trường, trường học nói chung, vệ sinh, phòng dịch, COVID-19 nói riêng. Từng phần việc đã được phân công cụ thể và được cán bộ giáo viên chủ động thực hiện từ sớm. Nhà trường đã chỉ đạo cho chúng tôi là vệ sinh khuôn viên trường lớp, đồ dùng đồ chơi cho trong các lớp cho trẻ, như là sơn sửa đồ chơi ngoài trời và lau dọn đồ chơi để trồng hoa, vệ sinh các giá góc cho trẻ này, ca cốc, lau rửa các đồ chơi trong lớp và lau bàn ghế, cửa sổ xung quanh lớp, xung quanh trường, quét dọn xung quanh trường, phát cỏ xung quanh trường. Đảm bảo vệ sinh trường học nói chung, vệ sinh phòng dịch COVID-19 nói riêng là điều luôn được các nhà trường cũng như phụ huynh học sinh lưu tâm. Do đó, trường học nào ở huyện Điện Biên Đông, dù cơ sở vật chất ở trong hiện trạng nào thì việc vệ sinh vẫn phải được thực hiện triệt để trong từng khâu. Ngay như việc vệ sinh từng đồ dùng đồ chơi của trẻ ở một trường mầm non như thế này, dù mất nhiều thời gian công sức đến đâu thì cán bộ giáo viên các trường vẫn phải thực hiện. Việc thực hiện nghiêm ngặt quy trình vệ sinh sẽ góp phần quan trọng để hạn chế thấp nhất nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm trong trường học như dịch COVID-19. Dạ vâng thưa bà, cùng với cái công tác vệ sinh phòng dịch thì cái việc mà chuẩn bị các cái cơ sở vật chất trang thiết bị cũng như là cái nhân lực vật tư y tế để cho phục vụ cho công tác phòng dịch thì cũng được phòng cũng như là các trường chủ động thực hiện thế nào? Thưa đồng chí, là cái thực hiện về các cái công tác phòng chống ấy, thì về cái máy đo thân nhiệt thì phòng giáo dục và đào tạo cũng đã đầu tư cho các đơn vị trường mà về cái máy đo thân nhiệt. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã kêu gọi một số cái tổ chức đã ủng hộ được cái khẩu trang và cái nước sát khuẩn, và đặc biệt nữa là 100% là cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh là chúng tôi cũng đã có phương án, tức là đã chuẩn bị đầy đủ về cái khẩu trang cũng như là nước sát khuẩn của đặt tại các lớp và tại cổng trường. Và khi mà đo thân nhiệt thì khi học sinh đến trường là chúng tôi cũng thực hiện cho nhân viên y tế là thực hiện đo thân nhiệt cho các em. Đặc biệt là đối với lại cấp học mầm non thì phụ huynh đến trường thì chúng tôi cũng đo thân nhiệt cho cả phụ huynh và các cháu trước khi vào lớp. Và còn cái về cái nhân lực mà bố trí cho cái việc mà phòng dịch ấy thì các trường cũng thực hiện thế nào? Vâng, cái nhân lực để thực hiện cái công tác phòng dịch thì thực ra cái này thì đối với cái việc này thì chúng tôi cũng chỉ đạo các đơn vị trường là phối hợp chặt chẽ với lại trạm y tế trên địa bàn để thực hiện, ví dụ như là cái công tác phun khử khuẩn, thế rồi là cái công tác hỗ trợ trong cái việc đo thân nhiệt cho các em. Dạ vâng, một trong những cái yếu tố để phòng dịch COVID-19 mà bà cũng đã nhắc đến đó là cái việc thực hiện quy tắc 5K, đặc biệt là trong cái việc mà thực hiện cái quy định về giãn cách. Các cái bậc phụ huynh thì cũng rất là quan tâm đến cái điều này tại các trường học, bởi vì là cái số học sinh cũng như giáo viên đến trường rất là đông. Việc này thì cũng đã được các cái trường bố trí như thế nào để đảm bảo được chặt chẽ thưa bà? Vâng, về cái việc mà thực hiện cái 5K thì cũng yêu cầu các đơn vị trường là thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền tới phụ huynh cũng như là các em học sinh để thực hiện cái việc tốt cái việc 5K. Thì thứ nhất là cái việc bố trí các cái phòng học cho các em thì cũng phải giữ cái khoảng cách, giữ khoảng cách và hướng dẫn cho các em về cách cái đeo khẩu trang, thế rồi là khử khuẩn, rồi là khoảng cách để mà giao tiếp, tiếp xúc thì thực hiện theo quy định. Phòng giáo dục cũng đã định hướng và hướng dẫn các đơn vị trường là thực hiện cái giữ cái khoảng cách, thì hạn chế các cái buổi sinh hoạt tập thể, đấy, hạn chế những cái việc đó. Dạ vâng, trong cái việc phòng dịch COVID-19 thì ngoài cái việc mà chủ động từ phía các nhà trường thì việc phòng dịch COVID-19 tại các cái trường học có đảm bảo hiệu quả hay không thì cũng một phần phụ thuộc vào cái trách nhiệm từ phía phụ huynh. Vậy việc này cụ thể thực hiện tại Điện Biên Đông như thế nào thì mời quý vị và các bạn theo dõi ngay sau đây.
Qua ghi nhận ở trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Na Son hay bất kỳ trường học nào trên địa bàn huyện Điện Biên Đông, việc phối hợp phòng dịch giữa nhà trường và gia đình đều được triển khai bằng nhiều việc làm cụ thể. Khi mà họp và phân công công tác chủ nhiệm thì cũng yêu cầu tất cả các đồng chí giáo viên chủ nhiệm là phải có đầy đủ số điện thoại của phụ huynh, của lớp chủ nhiệm để trong quá trình công tác cũng như là trong quá trình thực hiện phòng chống dịch thì có những vấn đề gì trao đổi thông tin nắm bắt giữa học sinh đang hiện tại đang ở trường cũng như là trong các cái ngày nghỉ mà học sinh về bản, về nhà định thì gia đình ấy, thì chúng tôi cũng thông tin để trao đổi giữa giáo viên chủ nhiệm với phụ huynh để tôi nắm bắt được cái tình hình sức khỏe cũng như là tình hình dịch bệnh của các em. Dù áp dụng hình thức hay biện pháp phối hợp nào trong phòng dịch thì các nhà trường, giáo viên và phụ huynh cũng phải đảm bảo về an toàn phòng dịch trong điều kiện thực tiễn ở địa phương. Do đó việc này cũng được các phụ huynh quan tâm, phối hợp tốt với nhà trường để cùng đảm bảo an toàn cho con em khi tựu trường. Thì trước khi đưa con đến trường thì các cô giáo cũng có thông báo các nội quy như là về đến lớp thì giữ khoảng cách với các bạn trong phạm vi 1 mét, rồi đeo khẩu trang, bắt buộc phải có khẩu trang trước khi đến trường, và trước khi vào cổng trường thì phải được đo thân nhiệt và sát khuẩn tay. Cô giáo đã trao đổi trực tiếp với phụ huynh để thực hiện thì bắt đầu từ năm ngoái đã có dịch rồi ạ, thì năm nay để tiếp tục chuẩn bị cho con đến trường thì cô giáo cũng lại nhắc lại bằng hình thức qua trao đổi qua điện thoại trực tiếp với phụ huynh và cũng có thông báo với trưởng bản để trưởng bản alo trên loa. Đưa con đến trường thì chúng tôi phụ huynh của gia đình thì cũng rất là lo lắng cho con cháu học hành. Thì theo bây giờ hiện tại là rất là phức tạp về cái COVID-19 này, thì các con xuống trường thì các có vấn đề gì xảy ra thì chúng tôi luôn dặn các cô giáo để có những vấn đề gì thì các cô giáo sẽ truyền thông tin lại cho các phụ huynh. Đấy, ví dụ có hiện tượng sốt hoặc ho này thì các cô giáo phải truyền thông luôn cho chúng tôi để đưa ngay lên y tế để khám chữa. Đối với giáo viên, nhất là các giáo viên chủ nhiệm ở các trường, thầy cô cũng đều chủ động nắm bắt mọi thông tin chỉ đạo của ngành các cấp và của trường về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong nhà trường. Qua đó chọn lọc những thông tin cần thiết liên quan đến trường, đến lớp để thông tin kịp thời cho phụ huynh và học sinh nhằm cùng phối hợp thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch COVID-19 trước và trong năm học. Dạ vâng, thưa bà Nguyễn Thị Hường ạ, một trong những yêu cầu mà Sở Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ đạo thực hiện trong cái việc phòng dịch COVID-19 tại các trường học đó là cái việc mà khám kiểm tra sức khỏe cho học sinh trước thềm năm học mới. Vậy thì cái việc này tại Điện Biên Đông cũng đã được triển khai ra sao ạ? Thực hiện cái việc này mà để khám cho các em học sinh trước khi vào năm học mới thì thực ra là ngành giáo dục và đào tạo thì cái đội ngũ nhân viên y tế của ngành thì cũng chưa đáp ứng đủ được hết ở các đơn vị trường, cho nên là cũng chỉ dừng lại là cái việc phối hợp với lại trạm y tế, thế còn là cũng chỉ thực hiện là cái việc đo thân nhiệt cho các em trước khi vào lớp. Vâng, còn một cái điều nữa mà được nhiều người quan tâm là việc tổ chức khai giảng năm học mới trong cái điều kiện phòng dịch COVID-19. Vậy thì Phòng Giáo dục Điện Biên Đông cũng đã có cái kế hoạch cụ thể như thế nào trong cái việc tổ chức lễ khai giảng để vừa đảm bảo an toàn phòng dịch mà lại vẫn đảm bảo được cái yếu tố là trang trọng và vui tươi phấn khởi cho giáo viên học sinh ạ? Vâng, thực hiện theo văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục thì đối với cái năm học 2021-2022 thì cái việc tổ chức cái khai giảng ở các đơn vị trường thì Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng đã chỉ đạo các đơn vị trường, tức là sẽ có cái hai hình thức. Một là khai giảng hình thức là trực tuyến, hai nữa là cho các em học sinh ở lớp nào thì vào lớp đó, và sẽ có cái điều hành cái công tác khai giảng này ở sân khấu, thế và sẽ điều hành học sinh là ở các lớp để thực hiện cái việc khai giảng này. Dạ vâng, xin cảm ơn bà. Vâng. Thưa quý vị, như vậy là Điện Biên Đông cũng đã rất là chủ động về các cái biện pháp để phòng dịch COVID-19 trong trường học.
Và ngoài Điện Biên Đông ra thì tất cả các cái địa phương trên địa bàn tỉnh ta, đặc biệt là về phía ngành giáo dục thì cũng đã chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp từ khâu vệ sinh y tế cũng như là chuẩn bị các cái trang thiết bị vật tư y tế và nhân lực cũng như là các cái điều kiện khác để đảm bảo việc phòng dịch COVID-19 trên địa bàn. Và nội dung chương trình phỏng vấn chuyên đề của Đài Phát thanh Truyền hình Điện Biên đến đây cũng xin được khép lại. Một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Thị Hường đã dành thời gian cho chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.